Theo mấy bạn là bản chất của những cái thuốc thải trừ qua đường thận đó. Rồi đúng rồi, nước thải trừ qua đường thận có nghĩa là ra ngoài qua nước tiểu thì nó phải tan trong nước đúng không nè. Vậy thì nó phải là chất phân cực hay là không phân cực? Càng phân cực càng tốt hay là càng không phân cực thì càng tốt? Đúng rồi, càng phân cực thì mới càng thân nước được đúng không nè. Như vậy thì nếu như cái chất của mình bản chất của nó là những chất phân cực rồi thì thường là nó như vậy thì nó sẽ đào thải ra ngoài qua đường thận được. Nhưng nếu như chất đó là cái dạng không phân cực thì nó thường là sẽ phải trải qua cái quá trình chuyển hóa để biến thành cái chất phân cực hơn để mà có thể dễ dàng thải trừ ra ngoài hơn. Như vậy thì thực ra là mục đích chính của cái quá trình chuyển hóa đó là chính là chuyển một chất từ không phân cực trở nên phân cực hơn để dễ dàng thải trừ ra ngoài hơn ha. Nhưng mà mấy bạn biết là chuyển từ một cái chất không phân cực thành một cái chất phân cực hơn thì cấu trúc hóa học của chất đó sẽ bị biến đổi, và cấu trúc hóa học bị biến đổi thì hoạt tính của nó cũng sẽ bị thay đổi theo đúng không nè. Mình nói lại, quá trình chuyển hóa mục đích của nó là sẽ chuyển từ một cái chất không phân cực trở thành một cái chất phân cực hơn để dễ dàng thải trừ ra ngoài hơn. Nhưng mà khi mà mình chuyển từ một cái chất không phân cực trở thành một cái chất phân cực thì có nghĩa là cái cấu trúc hóa học của nó cũng sẽ bị thay đổi, mà cấu trúc hóa học thay đổi thì cái hoạt chất, cái hoạt tính của nó, và cái hoạt tính của nó cũng sẽ bị thay đổi theo ha. Thì đại đa số các trường hợp là thuốc của mình sẽ có hoạt tính, qua quá trình chuyển hóa nó sẽ tạo thành chất không có hoạt tính. Nhưng mà cũng có một số trường hợp của mình, thuốc của mình là có hoạt tính, nó sẽ chuyển thành chất có hoạt tính hoặc là độc tính. Nhưng cá biệt cũng có một số trường hợp thuốc của mình là không có hoạt tính, và qua cái quá trình chuyển hóa nó sẽ tạo thành cái chất có hoạt tính ha. Như vậy thì nhờ cái quá trình chuyển hóa nó mới tạo thành cái chất có hoạt tính. Và một cái chất mà không hoạt tính chuyển thành một cái chất có hoạt tính thì người ta gọi cái chất đó là tiền dược, hay còn gọi là pro rất được chưa. Rồi bây giờ mình sẽ đi từng cái ví dụ ha. Ví dụ thứ nhất đó là levodopa. Levodopa dùng để trị bệnh Parkinson, Parkinson hay còn gọi là bệnh liệt rung ha. Thì bệnh liệt rung được xác định là cái bệnh do mình thiếu cái một cái chất dẫn truyền thần kinh trong não tên là dopamine. Thiếu dopamine thì sẽ dẫn đến cái tình trạng bệnh Parkinson. Vậy thì để mà giảm được cái tình trạng bệnh Parkinson thì mình phải cung cấp dopamine cho não. Bởi vì người ta xác định bệnh Parkinson là do thiếu dopamine ở trong não mà. Cho nên là mình phải bổ sung cái dopamine cho não. Nhưng có một cái vấn đề, đó là dopamine không qua được hàng rào máu não. Mấy bạn nhớ lại ngày hôm trước, nếu như một chất không qua hàng rào máu não, mình có thể sử dụng cái đường dùng nào? Đường dùng nào để có thể đưa thuốc vào trong não mà không có cần phải qua hàng rào máu não vậy? Đường dùng nào như thế này? Đúng rồi, tim tủy sống. Các bạn có nhớ bài rồi đó à, mình sẽ sử dụng đường tim tủy sống chứ không phải là tim tĩnh mạch, cũng không phải tim dưới da, cũng không phải tim mắt, cũng không phải hít. Bởi vì những cái đường đó thì nó cũng chỉ đưa thuốc vào trong máu thôi, mà nó không qua được hàng rào máu não thì nó cũng không có vô não được. Mình sẽ sử dụng biện pháp là tim tủy sống. Nhưng mà tim tủy sống, mấy bạn thấy là cái cách thức thực hiện của nó khá khó khăn, cho nên là nó chỉ áp dụng cho những cái trường hợp mà lâu lâu mới phải tiêm một lần, ví dụ như là tiêm một một khoảng thời gian để trị viêm màng não hay là ung thư não thôi, chứ không thể nào mà giống như là trong trường hợp này. Bởi vì chất dẫn truyền thần kinh trong não là mình cần liên tục, không lẽ giờ mình bị bệnh này là mình phải tiêm tủy sống liên tục dopamine ha, đâu có được đúng không nè ha. Cho nên là người ta tìm ra một cách khác, đó là người ta tìm ra một cái hoạt chất tên là levodopa. Levodopa thì qua hàng rào máu não được, dopamine thì qua không được nhưng levodopa qua được. Và khi nó qua hàng rào máu não thì nó nhờ cái enzyme dopa-decarboxylase sẽ chuyển levodopa thành dopamine. Như vậy thì bản thân levodopa là không có tác dụng,
mà nó phải chuyển thành dopamine mới có tác dụng. Cho nên levodopa được gọi là pro-drug hay còn gọi là tiền dược. Một ví dụ khác đó là ibuprofen. Ibuprofen đó là một cái thuốc kháng viêm hạ sốt giảm đau không steroid. Ibuprofen thì nó có hai cái dạng đồng phân, đó là dạng đồng phân R và dạng đồng phân S. Và chỉ có dạng đồng phân R mới có tác dụng, còn dạng đồng phân S là không có tác dụng. Cho nên là dạng đồng phân R khi mà mình dùng vào cơ thể, nó phải chuyển thành đồng phân S nó mới có tác dụng được. Như vậy thì ibuprofen dạng đồng phân R được gọi là tiền dược. Thì trên thực tế sẽ có một số thuốc là tiền dược thôi, chứ không phải thuốc nào cũng y như vậy. Có nghĩa là một số thuốc thì bản chất của nó là có hoạt tính, một số thuốc thì bản chất của nó không có hoạt tính, phải chuyển thành chất có hoạt tính. Thì khi mà người ta hỏi một câu trắc nghiệm chất nào sau đây là tiền dược, thì người ta chỉ có thể hỏi hai hoạt chất này thôi, đó là levodopa và R-ibuprofen. Chứ người ta hỏi những cái hoạt chất khác thì mấy bạn không biết được. Cho nên ở đây mấy bạn có một câu trắc nghiệm chất nào sau đây là tiền dược. Được chưa? Rồi một ví dụ tiếp theo của mình có cái hoạt chất tên là diazepam. Diazepam là một thuốc an thần gây ngủ. Bản thân diazepam có tác dụng. Diazepam có tác dụng một thời gian, nó chuyển hóa thành temazepam hoặc là norbazepam. Thì hai cái chất này bản chất của nó cũng có tác dụng nữa. Rồi những cái chất này sau một quá trình có tác dụng nó sẽ chuyển thành oxazepam. Thì bản thân oxazepam cũng có tác dụng an thần gây ngủ nữa. Vậy câu hỏi, dùng diazepam so với một cái thuốc khác mà cái chất chuyển hóa của nó không có tác dụng, thì diazepam sẽ cho tác dụng dài hơn hay ngắn hơn? Diazepam chuyển hóa thành một cái chất cũng có tác dụng an thần gây ngủ, so với việc là một cái thuốc mà chuyển hóa thành một cái chất không có tác dụng. Vậy thì diazepam mình gọi là cái tác dụng của nó sẽ làm cho cái tác dụng của thuốc kéo dài ra hay ngắn lại? Đúng rồi, dài hơn. Bởi vì bản thân diazepam có tác dụng, chất chuyển hóa của nó cũng có tác dụng mà. Cho nên là nó sẽ làm cho cái tác dụng của thuốc nó sẽ kéo dài hơn là so với những thuốc khác. Rồi ví dụ tiếp theo đó là ví dụ của acetaminophen. Acetaminophen đó là tên gọi khác của paracetamol ha. Thì ở hình này nó mô tả cho mình biết là acetaminophen nó chuyển hóa qua 1, 2, 3, 4 mà 4, tạm gọi là 4 con đường đi ha. Thực ra là nó chuyển hóa qua 3 con đường và cái con đường còn lại là nó giải trừ nguyên vẹn qua đường thận ha. Nhưng mà coi như là mình không biết gì hết, mình không biết đọc, mình cũng chưa biết chuyển hóa là gồm những quá trình gì. Thì thôi ở đây mình đếm là paracetamol sau khi có tác dụng thì nó sẽ chuyển hóa bằng 4 con đường. Nó sẽ được biến đổi bằng 4 con đường. Ha. Trong đó có 3 con đường màu xanh và 1 con đường màu đỏ. Màu xanh mình nghĩ tới cái chuyện là an toàn. Rồi có 5 đến 10% acetaminophen là chuyển hóa thành một cái chất tên là NaQuil, N-acetylparabenzoquinoneamine, NaQuil. Ha. Và NaQuil này nó gây tổn thương gan. NaQuil này nó gây tổn thương gan ha. Đây là ví dụ của một cái chất có hoạt tính chuyển thành một cái chất gây độc tính ha. Một cái chất có hoạt tính chuyển thành một cái chất gây độc tính. Rồi. Nhưng mà bình thường tại sao mình uống para mình không bị độc gan đi? Là bởi vì trong gan mình có một cái chất tên là glutathione. Glutathione nó sẽ giúp chuyển hóa cái NaQuil này thành cysteine và axit mẹ caspofic không độc. Chừng nào mà mình uống quá nhiều paracetamol, vượt quá 4 gram một ngày và dùng vài ngày, như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái lượng NaQuil lớn. Glutathione trong gan không đủ để chuyển hóa NaQuil. NaQuil thừa đó nó mới gây độc gan. Được chưa nè? Rồi thì ở đây mấy bạn sẽ biết đây là ví dụ của một cái chất có hoạt tính chuyển hóa thành một cái chất gây độc tính. Được chưa?
Rồi đó là mình sẽ thấy được là qua cái quá trình chuyển hóa thì nó sẽ tạo ra rất nhiều cái trường hợp khác nhau. Tùy theo thuốc đó là thuốc gì. Có thể là chất đó không có hoạt tính, phải nhờ quá trình chuyển hóa nó mới tạo thành cái chất có hoạt tính được. Cũng có thể là cái chất đó là nó có hoạt tính, qua cái quá trình chuyển hóa thì nó không còn hoạt tính nữa. Cũng có thể là chất đó nó có hoạt tính, qua cái quá trình chuyển hóa nó tạo thành cái chất có độc tính cũng không chừng. À. Rồi mình qua một cái khái niệm tiếp theo được gọi là hiệu ứng vượt qua lần đầu. Người ta định nghĩa hiệu ứng vượt qua lần đầu là sự mất mát của thuốc do hiện tượng biến đổi sinh học trước khi vào đến hệ tuần hoàn chung. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ như đây là đường uống. Khi mà mình uống một viên thuốc vào thì hôm trước mình cũng đã phân tích rồi. Ví dụ như thuốc đó nó dễ bị hủy bởi axit dịch vị thì nó cũng sẽ bị mất mát bớt một phần ở dạ dày. Tiếp tục, thuốc được dạ dày đẩy xuống ruột non. Nếu thuốc đó bị tác động bởi các enzyme ở ruột non, nó cũng có thể bị biến đổi một phần ở đây. Rồi phần còn lại có thể tiếp tục đi theo tĩnh mạch cửa gan để về gan. Thì ở gan sẽ có các enzyme và thuốc cũng có thể bị biến đổi một phần ở gan trước khi vào đến hệ tuần hoàn chung nếu như thuốc đó nó bị chịu tác động biến đổi bởi các enzyme gan. Như vậy thì thuốc của mình từ lúc mà mình uống vào cho đến khi nó vào được đến cái vòng tuần hoàn chung là nó sẽ bị mất mát ở một số cái quá trình. Ví dụ ở dạ dày, ở ruột, ở gan thì người ta gọi đó là hiệu ứng vượt qua lần đầu, là sự mất mát của thuốc trước khi vào đến hệ tuần hoàn chung. Rồi, cái vấn đề chưa? Ha, là cái phần thuốc bị mất mát trước khi vào đến hệ tuần hoàn chung. Thì đại lượng đặc trưng cho quá trình chuyển hóa ở đây được xác định là hệ số lytic. Ha. Rồi. Nếu như quá trình hấp thu đại lượng đặc trưng đó là sinh thể dùng F. Nếu như quá trình phân bố đại lượng đặc trưng là thể tích phân bố biểu kiến là VD. Thì đối với quá trình chuyển hóa thì đại lượng đặc trưng đó là hệ số lytic. Hệ số lytic ký hiệu là E. À. Rồi, hệ số lytic ở đây nó sẽ bằng là tỷ lệ của CA trừ CV chia cho CA. Có nghĩa là bằng cái nồng độ thuốc vào trừ cái nồng độ thuốc ra chia cho nồng độ thuốc vào. Hệ số lytic được định nghĩa là tỷ lệ thuốc bị chuyển hóa lần đầu tại cái mô đó. Được chưa? Rồi như vậy thì E sẽ bằng không khi nào? Mình phải phân tích cái công thức này. E bằng không khi nào? Khi tử số bằng không. Đúng không nè? À, theo quy tắc của toán học thì mẫu số không thể bằng không được rồi. Như vậy thì E bằng không chỉ khi tử số bằng không. Có nghĩa là CA trừ CV bằng không. Và CA trừ CV bằng không có nghĩa là CA bằng CV. Hay nói khác hơn là nồng độ thuốc vào sẽ bằng với nồng độ thuốc ra. Vậy có mất mát gì không? Không. Cho nên là E bằng không có nghĩa là thuốc của mình không bị chuyển hóa lần đầu ở mô đó. Tưởng tượng được chưa? Có nghĩa là thuốc của mình đi qua mô đó mà không bị mất mát gì hết, gọi là không bị chuyển hóa lần đầu. Vậy thì nếu E bằng 1 thì sao? E bằng 1 thì mình chuyển cái CA lên đây, có nghĩa là CA trừ CV bằng CA, hay nói khác hơn là CV bằng 0. CV bằng 0 có nghĩa là nồng độ thuốc ra khỏi cơ quan là 0. Có nghĩa là thuốc đã bị mất mát, đã bị chuyển hóa bất hoàn toàn ở cái cơ quan đó. Được chưa nào? Thì ở đây mình lưu ý để người ta hỏi trắc nghiệm biết đường trả lời ha. Nếu như E bằng 1 thì có nghĩa là chuyển hóa lần đầu hoàn toàn. Nếu như E bằng 0 có nghĩa là không bị chuyển hóa lần đầu. Thì cái này nhiều khi là mấy bạn sẽ phải hiểu thì mình mới mới chọn trắc nghiệm cho đúng được, chứ nhiều khi mình học thuộc cái gì đó mình sẽ chọn bị sai. Thì mình chỉ cần biết cái công thức này rồi mình suy nghĩ một chút thì mình sẽ biết là E bằng 0 như thế nào, E bằng 1 là như thế nào thôi. Rồi, đầu tiên mình sẽ đi từng cái vị trí ha. Ví dụ như đường uống thì cái vị trí đầu tiên thuốc tiếp xúc là dạ dày. Thì pH dạ dày có thể làm mất hoạt tính của thuốc. Rồi khi đến ruột thì các cái enzyme của ruột nó cũng có thể làm cho biến đổi thuốc ha. Thì ở ruột
EI là hệ số ly tích, I là intestine, EI là ký hiệu của hệ số ly tích ở ruột. Ví dụ người ta hỏi mình là ký hiệu hệ số ly tích ở ruột là gì thì mình sẽ chọn là EI. Được chưa? Thì cũng tương tự như vậy, EI bằng 0 có nghĩa là không bị chuyển hóa. EI bằng 1 có nghĩa là bị chuyển hóa ở ruột trước khi vào hệ tuần hoàn trung. Một số cái ví dụ thì mấy bạn xem, tôi không cần phải học thuộc. Rồi. Ở tiếp theo mình nói tới cái hiện tượng chuyển hóa lần đầu ở phổi. Thì người ta nói rằng phổi là nơi cuối cùng thuốc có thể bị thất thoát trước khi vào đến hệ tuần hoàn trung. Tại sao vậy? Bởi vì mình sẽ nhìn lại cái hình cũ của mình ha, mình sẽ biết là lý do tại sao người ta nói như vậy. Rồi mình quay lại các cái đường đi của thuốc vào trong cơ thể thì mấy bạn thấy là ví dụ như tim tĩnh mạch thì thuốc nó sẽ đi tới tĩnh mạch chủ trơn. Ví dụ như các đường dùng khác thì thuốc có thể đi tới tĩnh mạch chủ dưới. Rồi sau đó nó cũng sẽ về tâm nhĩ phải, xuống tâm thất phải, đẩy lên cung động mạch phổi. Qua tĩnh mạch phổi, về tâm nhĩ trái, xuống tâm thất trái, đẩy lên cung động mạch chủ. Thì mấy bạn thấy rằng trước khi mà vào được đến động mạch chủ để đi đến các cơ quan thì thuốc nó phải qua phổi. Thì đại đa số các thuốc là nó sẽ không bị mất mát gì ở phổi hết, chủ yếu là ở phổi trải qua quá trình trao đổi khí thôi. Nhưng mà sẽ có một vài thuốc nó bị biến đổi ở phổi trước khi vào đến hệ tuần hoàn trung. Đó là lý do tại sao người ta nói phổi là cái nơi cuối cùng thuốc có thể bị mất mát trước khi vào đến hệ tuần hoàn trung. Được chưa? Rồi, hôm trước mình nói rằng đường tim tĩnh mạch được xem là đường hấp thu trọn vẹn, được xem là hấp thu 100%. Nó đúng cho đại đa số trường hợp. Bởi vì thường là tim tĩnh mạch rồi thì nó đi qua phổi. Nếu như mà không có bị mất mát gì ở phổi thì thuốc ở bên tĩnh mạch với thuốc ở bên động mạch là cái lượng của nó là không thay đổi. Bởi vì chủ yếu là ở đây nó trải qua quá trình trao đổi khí. Nhưng trừ trừ các thuốc thải trừ qua đường phổi. Ha, à, xin lỗi, trừ các thuốc bị biến đổi qua đường phổi. Thì nè, vậy thì mấy bạn nhớ giùm cho cô cái câu trắc nghiệm. Nếu như người ta nói rằng đường tim tĩnh mạch là hấp thu trọn vẹn, là hấp thu 100%, là sinh trả dụng tuyệt đối là 100%, thì mấy bạn phải trả lời là câu đó đúng, bởi vì nó là quy ước. Còn nếu như người ta muốn nói tới cái trường hợp này thì người ta sẽ mở ngoặc ra, người ta nói rằng thuốc đó bị biến đổi ở lần đầu ở phổi. Bị biến đổi lần đầu ở phổi thì dù có đường tim tĩnh mạch đi chăng nữa thì thuốc cũng sẽ không thể nào mà vào trong động mạch 100% được, bởi vì nó sẽ bị mất mát ở phổi trước khi vào tới động mạch. Được chưa nè? Thì lúc đó thì sinh khả dụng tuyệt đối của đường tim tĩnh mạch mới là dưới 100%. Được chưa? Còn nếu như mà người ta nói rằng đường tim tĩnh mạch cho hấp thu trọn vẹn, người ta không có kèm theo điều kiện gì hết, thì câu đó mình mặc định là đúng, bởi vì nó thuộc về gọi là quy ước. Được chưa? Nó thuộc về cái vấn đề được gọi là quy ước, cho nên là nó đúng ha. Chừng nào mà người ta nói rằng thuốc đó nó bị chuyển hóa lần đầu ở phổi thì lúc đó thì mình mới nói là sinh thể dụng của nó sẽ vậy thì không được trầm trọng ha. Rồi vị trí tiếp theo mình muốn nói tới đó là gan. Người ta nói rằng gan là cái nơi chính xảy ra cái quá trình chuyển hóa. Tại sao vậy? Bởi vì nó có đầy đủ các hệ enzyme. Ha, đầy đủ các hệ enzyme. Tại sao người ta gọi là nó có đầy đủ các hệ enzyme? Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái hệ enzyme của nó ha. Hệ số lipid ở gan thì ký hiệu là EH, hepatic. Ha. Rồi, tại sao người ta gọi nó là đầy đủ các hệ enzyme? Thì enzyme ở gan nó chia làm hai loại, enzyme
microsome và enzyme non-microsome. Rồi đọc và trả lời cho cô biết là enzyme microsome nó có ở đâu? Có trên đâu? Gõ vào ô tương tác cho cô, mấy bạn cũng phải để ý những cái ý đó để người ta hỏi trắc nghiệm nha. Người ta hỏi mình là nó sẽ có trên đâu? À, nó có ở lưới nội chất trơn. Mấy bạn thấy ý đó chưa? Nó có ở lưới nội chất trơn. À, rồi, người ta sẽ hỏi tiếp là loại enzyme microsome này nó có những cái loại nào? Có những loại nào vậy? Nó có, đúng rồi, SIP, FMO, EH. À, SIP là cytochrome, FMO là cái enzyme monooxygenase, có cái bao gồm cái flavin. À, mấy bạn chỉ cần biết cái chữ viết tắt của nó thôi. Còn cái EH đó chính là cái enzyme hydrolase epoxy. Rồi, được chưa? Để ý mấy cái ý đó để người ta hỏi trắc nghiệm biết đường trả lời ha. Rồi, có một cái ý nữa mình cần phải để ý. Ý thứ ba trong đây, đó là nó có thể bị cảm ứng hoặc ức chế. Có nghĩa là cái hàm lượng, cái số lượng của nó dễ bị biến đổi. Có thể là tăng hoặc có thể là giảm. Khi mà nó bị cảm ứng thì nó tăng, khi nó bị ức chế thì nó giảm. Được chưa? Rồi, ngược lại với microsome là non-microsome. Nếu như microsome nó có nhiều trong lưới nội chất trơn thì non-microsome nó có nhiều ở đâu? Đúng rồi, có ở bào tương và ti thể ha. Rồi nó có những loại nào? Nếu như microsome nó có cytochrome FMOEH thì cái này nó có cái gì đây? Đúng rồi, oxidase, esterase, amidase. Rồi, nếu như mà microsome nó có thể bị cảm ứng và ức chế thì cái này có bị không? À, cái này nó sẽ không bị cảm ứng và ức chế. Cái số lượng của nó là xác định ha.
Rồi. Vậy là mình nắm được những cái ý này rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về telonitin nha. Mình sẽ phải nói về cái quá trình chuyển hóa để của telonitin để mình rút ra một cái kết luận. Cho nên là mấy bạn nghe kỹ giùm cô ha. Rồi, telonitin, mấy bạn tìm hiểu thử dùm cho cô coi thuốc này dùng để trị cái gì vậy? Rồi đúng rồi, nó trị tăng huyết áp ha. Bản thân telonitin là có hoạt tính, qua cái quá trình chuyển hóa thì nó sẽ tạo thành những cái hợp chất bất hoạt ha. Rồi khi mà mình uống telonitin vô nè, uống vô thuốc từ miệng xuống hầu xuống thực quản tới dạ dày, dạ dày co bóp làm cho thuốc rã ra, nó sẽ đẩy thuốc xuống ruột non. Từ ruột non nó vượt qua tế bào thành ruột để nó vào trong tĩnh mạch cửa gan, từ tĩnh mạch cửa gan nó về gan, rồi sau đó nó vào trong cái tĩnh mạch gan trước khi nó vào tuần hoàn trung. Thì người ta thấy rằng chỉ có khoảng 15% thuốc, trong điều kiện bình thường thì chỉ có 15% thuốc là vào được trong cái tuần hoàn trung thôi. Vậy cô hỏi 15% này là sinh khả dụng tuyệt đối hay tương đối? Đây là sinh khả dụng tuyệt đối hay tương đối vậy mấy bạn? Theo mấy bạn là tuyệt đối hay tương đối? Đúng rồi, đó là sinh khả dụng tuyệt đối, là sinh khả dụng của một hoạt chất trước khi vào đến hệ tuần hoàn chung ha. À, xin, cái đó là cái khả năng hấp thu của một cái một hoạt chất cụ thể. Còn tương đối là phải so sánh giữa hai cái thuốc với nhau, tỷ lệ của hai thuốc với nhau thì mới gọi là tương đối. Còn này của một thuốc mà ha, cho nên là của thuốc đó cho nên gọi là tuyệt đối ha. Vậy thì mình sẽ xem coi tại sao nó lại bị mất mát có 85% vậy, còn có 15% thôi. Thì ở đây mấy bạn thấy nè, từ lòng ruột vượt qua tế bào thành ruột để vào trong máu, khi mà nó đi ngang qua tế bào thành ruột thì nó lại gặp cái cytochrome 3A4 là một cái enzyme thuộc nhóm microsome ha. Vậy là mình biết rằng cái enzyme microsome này không chỉ có ở gan mà nó còn có ở ruột nữa, chút xíu nữa mình sẽ biết coi còn có ở đâu nữa ha. Rồi cái thuốc này nè, khi mà nó vượt qua cái tế bào thành ruột thì nó gặp cái enzyme microsome, trong cái quá trình đi ngang qua trong nó gặp cái microsome, và chính cái enzyme microsome này đã làm biến đổi nó. Khi mà nó vượt qua được tế bào thành ruột thì nó chỉ còn có 30% thôi, có nghĩa là đã bị mất hết 70%, bị biến đổi hết 70% rồi. Tiếp tục nó đi theo tĩnh mạch cửa gan để đi qua tế bào gan, đi đây 30% đi theo cái tĩnh mạch cửa gan đi ngang qua tế bào gan trước khi vào tĩnh mạch gan, thì nó cũng lại gặp cytochrome 3A4 trong cái tế bào gan nữa, thì 30% nó mất hết một nửa nữa, nó còn có 15%. Có nghĩa là 15% này là thường là do mất mát bởi cái enzyme ở cái tế bào thành ruột và enzyme ở tế bào gan. Rồi, đó là trong điều kiện bình thường. Trong điều kiện bình thường thì thuốc của mình nó sẽ bị mất mát 85% do các cái enzyme.
Nhưng mà bây giờ không có uống thuốc bình thường nữa, mà mình mới mua về một cái chai nước ép. Nó được gọi là grapefruit. Grapefruit ha. Dịch chiết bưởi chùm, chứ không phải nước ép nho. Cái này là dịch chiết bưởi chùm, nó mọc thành từng chùm giống như là quả nho vậy đó, nhưng mà bản thân của nó là họ cam. Đó, nó vậy nè. Cái này không phải cam Mỹ nha trời. Không phải vỏ vàng ruột đỏ là cam Mỹ đâu nha, đây gọi là bưởi chùm ha. Còn bưởi Việt Nam uống có bị vậy hay không thì không ai biết nha, chưa có nghiên cứu. Ta chỉ biết ở trong dịch chiết bưởi chùm thôi. Rồi, ở trong cái dịch chiết bưởi chùm này nè, nó có một cái thành phần này nó ức chế cytokine ở ruột. À, khi mà mình uống vô chung với thuốc á, thì cái dịch chiết bưởi chùm này nè, nó ức chế cái cytochrome 3A4 ở ruột. Cho nên là thay vì là bình thường khi đi ngang qua thành ruột nó mất 70%, giờ nó mất có 10% thôi. Có nghĩa là còn tới 90% thuốc đi đến cái tĩnh mạch cửa gan và đi về gan. Và hồi nãy 30% mất nửa còn 15, thì giờ 90% mất một nửa còn 45. Như vậy thì mình sẽ thấy rằng khi mà có một cái chất ức chế men gan mà dùng chung với thuốc của mình thì nó sẽ làm cho tăng cái nồng độ thuốc dùng chung lên. À, vậy thì mấy bạn chuẩn bị để ghi cái câu kết luận ở chỗ này. Một chất ức chế men, ức chế gọi là một chất ức chế enzyme đi ha. Một chất ức chế enzyme dùng chung với chất khác. Một chất ức chế enzyme, ví dụ dịch chiết bưởi chùm, dùng chung với chất khác sẽ làm ức chế là giảm, đúng không? Sẽ làm giảm chuyển hóa dẫn đến tăng nồng độ ban đầu của chất dùng chung. Một chất ức chế enzyme dùng chung với chất khác sẽ làm giảm chuyển hóa dẫn đến tăng nồng độ ban đầu của chất dùng chung. Rồi, ngược lại. Vậy thì sẵn rồi mình nói luôn chất cảm ứng, thì chất cảm ứng thì chắc chắn là nó sẽ ngược lại, cảm ứng là tăng. Một chất cảm ứng enzyme dùng chung với chất khác sẽ làm tăng chuyển hóa, bởi tăng enzyme mà nó sẽ làm tăng chuyển hóa, sẽ làm tăng chuyển hóa dẫn đến giảm nồng độ ban đầu của chất dùng chung. Một chất ức chế enzyme dùng chung với chất khác, ức chế là giảm, sẽ làm giảm chuyển hóa dẫn đến tăng nồng độ ban đầu của chất dùng chung. Ngược lại, một chất cảm ứng enzyme dùng chung với chất khác, nó sẽ làm cho tăng chuyển hóa dẫn đến giảm nồng độ ban đầu của chất dùng chung. Rồi, ghi nhận được chưa? Tay thì không kịp không? Rồi, mình nói về cái xít ha, cái xít enzyme cytochrome ha, nó là enzyme thuộc nhóm microsome, cho nên các bạn thấy là nó có nhiều ở lưới nội chất trơn nè. Ở đây người ta giải thích cho mình tại sao gọi nó là cytochrome, gọi nó là xít 450, bởi vì nó hấp thu cực đại ở bước sóng 450 nanomet. Rồi, đó thì còn những ý còn lại thì mình có thể đọc thêm cho biết. Hệ thống CYP 450 có nghĩa là hệ thống cytochrome P450, hệ thống các enzyme thuộc nhóm cytochrome P450 có nhiều loại. Câu hỏi, loại nào chiếm tỷ lệ cao nhất? À, cytochrome 3A4 hoặc 3A5 ha. 3A5 thì thường hoạt tính nó kém hơn, cho nên là người ta thường quan tâm đến 3A4. Được chưa? Rồi. Vậy thì mình nhìn trắc nghiệm mình sẽ trả lời được ha. Rồi. Hình này cho mình thấy rằng cytochrome 3A4
là cái enzyme chiếm tỷ lệ cao nhất, cũng là cái enzyme chuyển hóa nhiều thuốc nhất ha. Bởi vì vậy cho nên ai mà hỏi cái gì mà liên quan đến enzyme ha, thường liên quan đến enzyme, thì mình sẽ nhớ tới cái bà bột. Rồi slide này mô tả cho mình biết là sẽ có nhiều enzyme cytochrome, nhiều loại khác nhau ha. Rồi và cái cột bên phải cho mình biết là như vậy thì ngoài gan ra các vị trí khác cũng sẽ có thể tồn tại các enzyme cytochrome này. Và mấy bạn cũng có thể nhìn thấy là ví dụ ở phổi nó không chỉ có một A1 mà nó còn có thể 2E1, 2F1, có nghĩa là rồi 4B1 nữa, 3A nữa, có nghĩa là ở một cái cơ quan như vậy thì nó có thể có nhiều cái, nhiều loại enzyme tiếp. Và ngược lại một cái ship như vậy, một loại ship như vậy nó cũng có ở nhiều cái cơ quan khác nhau à. Gan thì nó chiếm cái tỷ lệ lớn hơn, nhưng mà ngoài ra các cái cơ quan khác cũng có các enzyme. Vậy thì mấy bạn sẽ thấy là bất kỳ cơ quan nào cũng có thể xảy ra cái quá trình chuyển hóa thuốc, đúng không nè? Rồi nhắc lại, quá trình chuyển hóa đó là cái quá trình mà biến một chất từ không phân cực trở nên phân cực hơn để dễ dàng thải trừ ra ngoài hơn. Và ở slide này nó sẽ cho mình biết là quá trình chuyển hóa xảy ra qua mấy giai đoạn. Tương tác cho cô, quá trình chuyển hóa nó xảy ra qua mấy giai đoạn? À, quá trình chuyển hóa nó sẽ xảy ra qua hai giai đoạn. À, rồi thì người ta gọi là phản ứng giai đoạn 1 và phản ứng giai đoạn 2. Nhiều khi người ta không thích hỏi là, người ta không thích là đó là phản ứng giai đoạn 1 và phản ứng giai đoạn 2. Người ta nói là phản ứng pha 1 và phản ứng pha 2. Rồi, phản ứng pha 1 sẽ gồm có các phản ứng sau đây: oxy hóa, khử, thủy giải. Vậy thì có phải là thuốc nào sẽ bị oxy hóa rồi nó bị khử rồi nó bị thủy giải không? Không phải như vậy ha. Tùy theo bản chất thuốc đó là thuốc gì mà nó sẽ bị oxy hóa, bị khử hay là bị thủy giải. Sản phẩm của nó là một cái chất có thêm các cái nhóm chất phân nước để nó trở nên phân cực hơn so với dạng ban đầu. Và tiếp tục, cái sản phẩm của phản ứng pha 1 sẽ liên hợp với những cái chất nội sinh trong cơ thể, gắn kết với những cái chất nội sinh trong cơ thể sản xuất ra ha. Và nó sẽ tạo thành một cái dẫn xuất càng thân nước hơn nữa. Rồi, được chưa nè? Vậy thì người ta có thể hỏi mình là phản ứng nào sau đây là phản ứng pha 1 ha. Rồi bây giờ nè, nếu người ta nói rằng người ta không thích gọi là phản ứng pha 1 và phản ứng pha 2, hoặc là phản ứng giai đoạn 1 và phản ứng giai đoạn 2, mà người ta gọi là phản ứng không liên hợp và phản ứng liên hợp, thì thuê mấy bạn là phản ứng không liên hợp là phản ứng giai đoạn 1 hay là phản ứng giai đoạn 2 vậy? Phản ứng không liên hợp là phản ứng giai đoạn 1 hay là giai đoạn 2? Đúng rồi, phản ứng không liên hợp là phản ứng giai đoạn 1, còn phản ứng liên hợp là phản ứng giai đoạn 2. Được chưa? Để người ta có hỏi trắc nghiệm kiểu nào thì mình cũng trả lời được. Rồi bây giờ mình điểm qua các cái phản ứng không liên hợp ha, hay nói khác hơn là phản ứng giai đoạn 1. Thì mình có một số phản ứng, ví dụ như là phản ứng oxy hóa. Bạn nào mà học hóa sinh thì ai cũng sẽ bị ám ảnh vào cái chu trình này hết. Chu trình Krebs ha. Rồi thứ hai đó là cái phản ứng hydroxy hóa dây nhánh này, mấy bạn coi ví dụ thôi, không cần phải học thuộc ha. Rồi ở đây mấy bạn có thể thấy nè, ví dụ như bentobarbital qua cái quá trình oxy hóa bởi cytochrome P450 thì nó có thể là nó sẽ gắn thêm một cái gốc OH ở cái vị trí dây nhánh, làm cho cái chất này trở nên thân nước hơn so với vậy.
rồi hoặc là acetanilic, nó sẽ gắn thêm một cái nhóm OH ở cái vị trí vòng thơm, rồi hoặc là chlorantenicol, đây là một cái kháng sinh. Chlorantenicol trong cái công thức của nó có gốc nitro, qua cái quá trình chuyển hóa pha một thì nó sẽ tạo thành cái gốc amino. Amino sẽ thơm nước hơn là nitro ban đầu. Lidocaine là cái thuốc gây tê. Lidocaine là thuốc tê có cấu trúc amide và nó sẽ nhờ enzyme amidase cắt đứt cái liên kết amide, nó tạo thành axit và amin. Axit và amin sẽ thơm nước hơn là so với cái dạng amide ban đầu. Rồi tóm lại là sau cái quá trình phản ứng giai đoạn 1 hay còn gọi là phản ứng pha 1, phản ứng không liên hoạt, nó sẽ tạo thành những cái chất gọi là thơm nước hơn là cái dạng ban đầu. À, bởi vì nó có thêm các cái nhóm thơm nước như là gốc amino, rồi gốc hydroxyl, hay là nó tạo thành axit hoặc là amin sẽ thơm nước hơn là so với cái dạng ban đầu. Rồi sau đó các cái sản phẩm đó tiếp tục sẽ gắn kết với những cái chất nội sinh trong cơ thể sản xuất ra để gì? Thường là nó sẽ tạo thành cái chất thơm nước hơn nữa để dễ dàng thải trừ ra ngoài hơn. Nhưng cá biệt cũng có một số trường hợp nó lại tạo thành những cái chất không tan, và những cái chất không tan này nó sẽ gây tủa. À, đây mình, và nó sẽ được thực hiện nhờ các cái transferase. Rồi ở đây người ta sẽ hỏi mình giống như là cái phản ứng pha một vậy đó, người ta sẽ hỏi mình là vậy thì cái phản ứng liên hợp nó sẽ gồm có những cái phản ứng nào? Thì ở đây phản ứng liên hợp mình sẽ có là phản ứng liên hợp với axit glucuronic, nó tạo thành một cái chất thơm nước hơn. Rồi hoặc là liên hợp với axit acetic, thì trong cái ví dụ này sulfonamide nó kết hợp với axit acetic thì nó sẽ tạo thành N-acetyl sulfonamide. Thì cái chất này cá biệt nó lại không tan, nó tạo tủa. Nó tạo tủa cho nên là mình có thể giải thích được cái tác dụng phụ của sulfonamide, đó là nó gây sỏi thận. À, nó gây sỏi thận bởi vì nó sẽ tạo một cái chất không tan, nó kết tủa ở thận gây sỏi. Rồi hoặc là liên hợp với lysine, với sunfat, với metin. Rồi đây là các enzyme chịu trách nhiệm cho xúc phát các cái phản ứng ở pha 1. Rồi hình kế bên đó là các cái chất xúc phát cho cái phản ứng pha 2. À, thì nếu bạn thấy phản ứng pha 1 hồi nãy mình cũng đã nói rồi, cytochrome là enzyme chính, và mà chính nhất trong cái cytochrome đó là 3435. Còn đối với cái phản ứng pha 2 thì ở đây mình có thể thấy cũng là cái màu tím ha, UDB glucuronosine transferase. Glucuronosine thì nó sẽ xúc tác cho cái quá trình chuyển hóa axit glucuronic đó. Như vậy thì trong cái phản ứng liên hợp thì cái phản ứng mà gọi là xảy ra thường xuyên nhất đó là cái phản ứng liên hợp với axit glucuronic ha. Rồi bây giờ mình sẽ bàn về các cái yếu tố nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình chuyển hóa của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lần lượt các yếu tố ha. Thì người ta chia làm hai cái yếu tố ảnh hưởng. Đó là yếu tố thuộc về thuốc và yếu tố không thuộc về thuốc. Dĩ nhiên không thuộc về thuốc thì thuộc về bệnh nhân rồi. Vậy các yếu tố không thuộc về thuốc gồm các yếu tố nào? Đầu tiên, đó là tính chất của hoạt chất. Tùy theo chất đó là chất gì
mà nó sẽ bị oxy hóa, bị khử hay là bị tủy giải. Tùy theo chất đó là chất gì mà nó sẽ liên hợp với axit glucuronic, hay là liên hợp với sulfat, hay là liên hợp với glycine. Liều lượng, bởi vì liều lượng nó sẽ liên quan đến cái số lượng cái chất xúc tác, cho nên là liều lượng nó quá nhiều thì nó bão hòa cái enzyme, cho nên là nó sẽ không có thể được chuyển hóa hết. Đường sử dụng, nếu như đó là đường uống hoặc là đường đặc trực tràng thì có thể là thuốc sẽ lập gan hai lần, lần đầu tiên là trước khi hấp thu và lần thứ hai là trong cái quá trình chuyển hóa. Còn nếu như các đường khác thì thuốc có thể chỉ gặp gan có một lần trong quá trình chuyển hóa mà thôi. Rồi, đó là các yếu tố thuộc về thuốc. Nếu như mà mình dùng cùng một thuốc thì yếu tố này nó sẽ không bị ảnh hưởng nữa ha. Các yếu tố tiếp theo là yếu tố thuộc về người bệnh, thì người ta có các yếu tố như dinh dưỡng, hút thuốc, rượu, thuốc điều trị, môi trường và di truyền. Thì các yếu tố này lần lượt nó sẽ ảnh hưởng trên các cái enzyme cytochrome. Cho nên là các cái yếu tố này mấy bạn đọc thì mấy bạn sẽ thấy là đây là những yếu tố khác nhau phổ biến giữa người này với người khác, chứ không phải là những cái yếu tố hiếm khi xảy ra. Cho nên là mình sẽ thấy là giữa người này và người khác cái hiệu quả dùng thuốc nó bị dao động rất nhiều. Rồi, yếu tố di truyền, mình muốn nói tới yếu tố di truyền. Bởi vì cái yếu tố di truyền á, nó liên hệ với cái enzyme chuyển hóa thuốc. Ví dụ như mình có một cái thuốc tên là isoniazid. Isoniazid này là thuốc điều trị lao. Sau khi isoniazid này thì bản thân của nó không có tác dụng, nó phải qua cái quá trình chuyển hóa ha, thì nó mới có tác dụng. Thì ở đây isoniazid nó chuyển hóa qua cái con đường acetin hóa ha, phản ứng không liên hợp, phản ứng liên hợp của nó ở cái con đường acetin hóa, thì người ta thấy rằng isoniazid sẽ có những người chuyển hóa thuốc rất nhanh, sẽ có những người chuyển hóa thuốc nó bị chậm. Lý do là trong dân số nghiên cứu thì người ta thấy rằng có 5 đến 10% bệnh nhân là acetin hóa thuốc rất nhanh. Có nghĩa là thuốc của mình nó sẽ bị chuyển hóa rất nhanh. Nhưng mà có những cái người mà chuyển hóa thuốc rất chậm. Chuyển hóa thuốc nhanh hay chậm thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình chuyển hóa. Ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa thì nó sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả dùng thuốc. Về tuổi tác thì người ta thấy rằng hai cái độ tuổi đặc biệt rất nhạy cảm, đó là trẻ sơ sinh và người lớn tuổi. Hai đối tượng này thực ra là rất là dễ học. Mình chỉ cần nhớ là trẻ sơ sinh cái gì cũng suy yếu, người lớn tuổi, xin lỗi, trẻ sơ sinh cái gì cũng chưa hoàn chỉnh, còn người lớn tuổi là cái gì cũng suy yếu. Cho nên là gan và thận nó sẽ chuyển hóa và thải trừ thuốc kém à, chuyển hóa thuốc nó sẽ kém hơn so với người bình thường. Rồi yếu tố cuối cùng đó là bởi vì cytochrome nó thuộc cái nhóm microsome, mà cái nhóm microsome này nó không ổn định, có khi thì nó bị cảm ứng, có khi thì nó bị ức chế. Vậy thì hồi nãy mình có ví dụ về cái nước dịch huyết bưởi chùm nó ức chế men gan, nó ức chế cái enzyme đó à, thì ở đây mấy bạn thấy là cột bên trái đại diện cho những chất ức chế enzyme, cột bên phải đại diện cho những chất cảm ứng enzyme. Cảm ứng có nghĩa là làm tăng lượng enzyme, ức chế có nghĩa là làm giảm, giống như là cái dịch huyết bưởi chùm lúc nãy vậy đó. Rồi, người ta có thể hỏi câu trắc nghiệm chất nào sau đây là chất ức chế men gan, chất nào sau đây là chất cảm ứng men gan, được chưa? Rồi, nhắc lại, một chất ức chế enzyme
dùng chung với chất khác sẽ làm tăng hay giảm chuyển hóa? Nói lại cho cô coi nè. Một chất ức chế enzyme dùng chung với chất khác sẽ làm tăng hay giảm chuyển hóa? Ức chế là làm giảm lượng enzyme, mà làm giảm lượng enzyme là tăng hay giảm chuyển hóa? Đúng rồi, giảm chuyển hóa. Giảm chuyển hóa, vậy thì nó sẽ làm tăng hay giảm nồng độ của chất dùng, nồng độ ban đầu của chất dùng chung. Đúng rồi. Vậy thì chất nào dùng chung với cimetidine, với ketoconazole, với fluconazole, với chlorampheniconazole, với phenylbutazone thì nó cũng sẽ bị giảm chuyển hóa và tăng nồng độ của chất dùng chung với nó. Rồi, vậy thì theo cái suy nghĩ thông thường của các bạn, theo suy nghĩ thông thường của mình là nó tăng nồng độ của chất dùng chung. Vậy thì nó sẽ tăng tác dụng hay giảm tác dụng? Tăng nồng độ của chất dùng chung thì tăng hay giảm tác dụng? Đúng rồi, tăng nồng độ của chất dùng chung thì nó sẽ tăng tác dụng, đúng không nè? Nên nồng độ của nó tăng lên thì nó sẽ gắn trên receptor nhiều hơn, nó tăng tác dụng, đúng không? Tăng tác dụng thì cũng có thể tăng độc tính, nhưng tiền dược thì ngược lại. Bởi vì sao? Tiền dược là phải chuyển hóa mới có tác dụng, chất ức chế enzyme làm giảm chuyển hóa cho nên nó sẽ làm giảm tác dụng. À, rồi ngược lại, một chất cảm ứng enzyme dùng chung với chất khác thì nó sẽ làm tăng hay giảm chuyển hóa? Một chất cảm ứng enzyme dùng chung với chất khác thì nó sẽ làm tăng hay giảm chuyển hóa? À, tăng chuyển hóa. Tăng chuyển hóa thì dẫn đến tăng hay giảm nồng độ ban đầu của chất dùng chung. À, giảm nồng độ ban đầu của chất dùng chung. Vậy thì theo suy nghĩ thông thường của mình, giảm nồng độ thì sẽ tăng hay giảm tác dụng? Đúng rồi, theo suy nghĩ thông thường của mình, giảm nồng độ sẽ giảm tác dụng, bởi vì giảm nồng độ thì cái phần thuốc đi đến gắn trên receptor đặc hiệu sẽ giảm xuống, đúng chưa? Giảm nồng độ sẽ giảm tác dụng. Rồi, nhưng mà ngược lại với tiền dược, bởi vì tiền dược phải chuyển hóa thì mới có tác dụng, vậy thì tăng chuyển hóa sẽ tăng tác dụng, tăng độc tính. Rồi, cho nên đó là lý do tại sao hồi nãy mình chỉ viết cái câu đó cho tới cái nồng độ ban đầu thôi, còn cái việc mà tăng hay là giảm tác dụng thì phải xem coi nó có phải là tiền dược hay không. Được chưa? Rồi mình hiểu cái chỗ này rồi ha. Rồi, đây là cái hình minh họa thôi, không có gì hết. Rồi còn bài tập thì mấy bạn về coi, hôm sau mình có thời gian mình sẽ giải bài tập, bởi vì bài tập này nó có thể nó nằm ở trong cái phần thi hoặc là kiểm tra, cho nên là mấy bạn về mấy bạn làm trước ha. Rồi như vậy là mình xong cái quá trình chuyển hóa. Bây giờ mấy bạn nghỉ tại chỗ 10 phút. Trong quá trình 10 phút này mấy bạn sẽ đọc phần tiếp theo là phần thải trừ. Quá trình cuối cùng của dược động học đó là cái quá trình thải trừ. Thì đại đa số các thuốc là nó sẽ thải trừ qua đường thận. Nếu như thuốc đó tan được trong nước, có thể ra ngoài qua nước tiểu được thì có thể thải trừ qua đường thận. Rồi cũng có thể là thuốc sẽ thải trừ qua đường phân. Ha. Thường là những cái chất không tan được trong nước thì nó có thể thải trừ qua đường phân. Rồi nếu như chất đó là chất dễ bay hơi, nó có thể thải trừ qua đường phổi. Ngoài ra nó còn có thể thải trừ qua những con đường khác, ví dụ như là qua sữa, qua mồ hôi, qua da, tóc, móng, vân vân ha. Rồi đầu tiên mình bàn về cái thải trừ qua đường thận. Đây là cái con đường chủ yếu cho nên là mấy bạn phải để ý. Đây là hình vẽ của một cái nephron thận. Thì cái việc thải trừ qua đường thận nó cũng giống giống như cái quá trình hình thành nước tiểu vậy đó. Nó sẽ có ba cái giai đoạn: lọc qua cầu thận, bài tiết chủ động và tái hấp thu thụ động. Vậy thì bây giờ mình sẽ phải nói lại các cái khái niệm này. Đầu tiên đó là thuốc và những cái chất cặn bã ha, những cái chất cần thải ra ngoài qua đường thận ha. Trong đó có thuốc.
Nó sẽ đi theo tiểu động mạch thận đến, đi vào trong cầu thận. Thì trong cầu thận này nó giống như là một cái ray. Cái nào nhỏ hơn lỗ lọc cầu thận thì nó cho đi qua được. Cái nào lớn hơn lỗ lọc cầu thận không đi qua được thì nó đi trở ngược qua cái động mạch thận đi để mà vào trong máu trở lại. Nhìn được chưa? Rồi, như vậy thì cái quá trình lọc thuốc qua cầu thận nó phụ thuộc vào thứ nhất là tỷ lệ thuốc tự do. Tại sao nó phụ thuộc vào tỷ lệ thuốc tự do? Bởi vì mấy bạn sẽ nhớ rằng ở trong máu thuốc sẽ tồn tại với hai dạng, đó là dạng tự do và dạng gắn với protein. Và hôm trước mình cũng nói là chỉ có dạng tự do nó qua được lỗ lọc cầu thận thôi, còn dạng gắn với protein cấu trúc nó cồng kềnh không có qua được. Cho nên là tỷ lệ thuốc tự do nhiều thì có thể là nó sẽ lọc qua cầu thận nhiều, tỷ lệ thuốc tự do ít lọc qua cầu thận ít. Đó là lý do tại sao cái quá trình lọc qua cầu thận nó phụ thuộc vào tỷ lệ thuốc tự do. Và thứ hai là tốc độ lọc cầu thận. Tốc độ lọc cầu thận nó nhiều, nó lớn thì lọc nhiều, còn tốc độ lọc cầu thận nó chậm thì lọc ít. Được chưa? Như vậy hai cái yếu tố ảnh hưởng trong cái quá trình đào thải thuốc ở cái giai đoạn lọc qua cầu thận đó là tỷ lệ thuốc tự do và tốc độ lọc cầu thận. Đó mới là tiến trình. Các bạn phải giải thích cho bạn mình hiểu. Rồi, khi mà lọc qua cầu thận rồi thì có một số cái phân tử ha, một số cái chất và cũng có thể đó là thuốc của mình. Nó sẽ có thể tái hấp thu ở từ lòng ống thận trở ngược vào trong máu. Như vậy thì lúc mà nó lọc thì dĩ nhiên là cái nồng độ thuốc hoặc là nồng độ các cái chất đó ở trong máu sẽ ở trong lòng ống thận này sẽ cao hơn trong máu. Cho nên là đi từ nơi có nồng độ cao xuống nơi có nồng độ thấp thì được gọi là thụ động ha. Nhưng mà cũng có thể là sẽ có những cái phân tử thuốc hồi nãy nó chưa có kịp lọc qua, nó đi theo dòng máu nó đi đến đây. Và cũng có thể là ở đây nó xảy ra cái quá trình là bài tiết vào trong ống thận để thải ra ngoài. Thì mình biết là ở trong lòng ống thận cái chất đó nó sẽ nhiều hơn so với trong máu. Cho nên đi từ máu trở ngược vào trong lòng ống thận để thải ra ngoài người ta gọi là bài tiết chủ động. Mà cái quá trình đi chủ động như vậy, cái quá trình mà vận chuyển chủ động thì mấy bạn nhớ hôm trước là nó đi từ nơi có nồng độ thấp lên nơi có nồng độ cao và nó sẽ cần phải có chất mang. Nó cần phải có chất mang. Thì ở đây hai cái chất mang mà cần thiết cho cái quá trình bài tiết chủ động này đó chính là những cái chất mang anion và những cái chất mang ca-trong, có những nghĩa là những cái chất mang ion âm và những cái chất vận chuyển ion dương ha. Bởi vì những cái ion nó không có thể đi ngang qua màng tế bào được mà nó cần phải có những cái chất vận chuyển. Được chưa? Rồi cái quá trình tái hấp thu thụ động thì người ta nói rằng nó phụ thuộc vào pH của nước tiểu. Tại sao vậy? Bởi vì hôm trước mấy bạn có nhớ là trong các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hấp thu, hay nói khác hơn là các khi mà khuếch tán qua lớp lipid kép không? Hôm trước mình nói rồi, một một chất mà có tính axit yếu hoặc kiềm yếu thì lúc nào tại một vị trí nó cũng tồn tại với hai dạng. Mấy bạn có nhớ đó là hai dạng nào không? Một chất có tính axit yếu hoặc kiềm yếu thì tại một vị trí lúc nào nó cũng tồn tại với hai dạng, đó là hai dạng gì? Các bạn còn nhớ không? Rồi cô mời Cẩm Nhung. Thưa cô, là ion hóa và không ion hóa ạ. Đúng rồi, đó là dạng ion hóa và không ion hóa. Rồi nói cho cô nghe đi Nhung, dạng nào mới qua được lớp lipid kép? Thưa cô, là dạng không ion hóa thì sẽ qua được lớp lipid kép ạ. À, dạng không ion hóa sẽ qua được lớp lipid kép, khuếch tán qua màng tế bào. Vậy thì Nhung nhìn cái hình đó và Nhung trả lời cho cô coi. Vậy thì theo em là cái dạng ion hóa hay không ion hóa thì nó mới có thể tái hấp thu được. Tái hấp thu là nó phải đi ngang qua màng. Vậy thì theo em là ion hóa hay không ion hóa nó sẽ tái hấp thu được. Thưa cô, là không ion hóa sẽ tái hấp thu được không? Đúng rồi, không ion hóa nó mới khuếch tán qua màng thì nó mới tái hấp thu được. Như vậy thì muốn thải ra ngoài thì phải ở dạng nào? Thưa cô, là ở dạng không ion hóa ạ. Muốn thải ra ngoài, hồi nãy em đã nói là muốn tái hấp thu lại thì phải là ở dạng không ion hóa. Vậy thì dạng nào mới không tái hấp thu để thải ra ngoài? Dạng ion hóa không? Đúng rồi ha. Rồi nhắc lại lần nữa những ý bạn mình mới vừa nói cho những bạn không kịp, đó là
Những thuốc của mình có thể tái hấp thu từ đầu lòng ống thận trở ngược vào trong máu theo cái con đường là vận chuyển thụ động, mà một chất có tính axit yếu hoặc là kiềm yếu muốn phát tán ngang qua màng để tái hấp thu thì phải ở dạng không ion hóa. Vậy thì suy ra chỉ có dạng ion hóa mới không tái hấp thu mới thải ra ngoài thôi. Vậy hôm trước mình có nói rằng một chất muốn hấp thu được thì phải ở dạng không ion hóa. Một chất có tính axit sẽ hấp thu tốt trong môi trường axit. Một chất có tính kiềm sẽ hấp thu tốt trong môi trường kiềm. Nhưng hôm nay mình thêm một câu nữa, đó là thải trừ thì ngược lại. Thải trừ thì ngược lại có nghĩa là một chất muốn thải trừ được thì phải ở dạng ion hóa. Vậy thì một chất có tính axit sẽ thải trừ tốt trong môi trường kiềm. Một chất có tính kiềm ngược lại sẽ thải trừ tốt trong môi trường axit. Được chưa? Vậy thì hôm nay mình sẽ nhớ thêm một câu nữa, đó là thải trừ thì ngược lại, để cho nó dễ học ha. Thải trừ thì ngược lại phụ thuộc vào pH nước tiểu là như vậy. Rồi, đào thải qua đường gan mật thì ngoài cái việc đào thải qua nước tiểu thì nó có thể đào thải qua phân. Muốn đào thải qua phân thì đó thì có thể là những cái chất không tan, cho nên không qua đường tiểu được, hoặc là những cái chất không hấp thu. Nó đi từ miệng xuống hầu, xuống thực quản, tới dạ dày, rồi tới ruột, ruột non, ruột già, rồi thải ra ngoài qua phân ha. Hoặc những chất có khối lượng phân tử lớn, không có qua được lỗ lọc cầu thận. Rồi, trong đó sẽ có những cái chất mà nó có cái chu kỳ gan ruột. Thì ở đây người ta nói rằng những chất có chu kỳ gan ruột thì thời gian tác dụng của nó sẽ dài hơn những chất khác ha. Như thế nào gọi là một cái chất có chu kỳ gan ruột? Thì đáng lẽ ra là nó sẽ liên hợp, nó xảy ra cái phản ứng chuyển hóa pha 1, pha 2, rồi sau đó nó sẽ đi theo đường gan mật. Có nghĩa là nó đi đây nè, nó đi theo ống dẫn mật để nó thải ra ngoài theo phân ha. Nó đi theo ống dẫn mật nó xuống ruột để nó thải ra ngoài theo phân, có nghĩa là thải trừ ra ngoài. Nhưng có một số cái chất, một số thôi ha, một số cái chất mà nó đi theo cái con đường như sau. Và thường những cái chất này là những chất liên hợp với axit glucuronic, có nghĩa là thuốc của mình sẽ liên hợp với glucuronic. Thuốc của mình sẽ liên hợp với glucuronic, nó đi đến ruột ha. Cũng giống như bình thường, liên hợp với glucuronic đấy lại đi đến ruột và thải ra ngoài theo phân. Nhưng mà có một số liên kết giữa thuốc với axit glucuronic nó đi xuống ruột thì nó sẽ gặp vi khuẩn ruột. Vi khuẩn ruột nó tiết ra một cái chất tên là glucuronidase. Nó tiết ra một cái chất tên là glucuronidase. Và cái chất này nó sẽ cắt đứt liên kết giữa thuốc và axit glucuronic. Và thuốc của mình nó sẽ đi theo tĩnh mạch cửa gan để về gan, và sau đó nó sẽ đi theo tĩnh mạch gan để mà vào trong tuần hoàn chung. Có nghĩa là thay vì là qua cái quá trình chuyển hóa pha 2 là nó sẽ thải trừ ra ngoài, nhưng mà có một số thuốc thì nó chịu tác động của enzyme glucuronidase, nó cắt đứt liên kết giữa thuốc và axit glucuronic để nó một lần nữa nó đi trở ngược vào trong máu. Cho nên là những cái thuốc đó lại một lần nữa nó quay vào trong máu để nó gắn lên receptor đặc hiệu để mà nó có tác dụng. Cho nên những thuốc nào có chu kỳ gan ruột theo cái kiểu đó thì nó sẽ kéo dài thời gian tác dụng. Nhưng mà mấy bạn sẽ phải thấy rằng nó sẽ phải phụ thuộc vào một loại, đó là vi khuẩn ruột, đúng không? Phải có cái glucuronidase này thì lúc đó nó mới cắt đứt liên kết giữa thuốc và axit glucuronic được. Cho nên là nếu như mà cái thuốc mà có chu kỳ gan ruột mà dùng chung với kháng sinh thì kháng sinh nó sẽ diệt vi khuẩn ruột. Nó diệt vi khuẩn ruột thì cho nên là đâu có còn cái glucuronidase này để cắt đứt liên kết nữa đâu. Cho nên mấy bạn nhớ giùm cho cô là một thuốc có chu kỳ gan ruột mà dùng chung với kháng sinh thì sẽ bị giảm chu kỳ gan ruột. Để người ta hỏi câu hỏi trắc nghiệm thì mình biết đường trả lời ha. Một thuốc có chu kỳ gan ruột dùng chung với kháng sinh thì nó sẽ bị giảm chu kỳ gan ruột. Rồi bây giờ mình sẽ đề cập đến các cái thông số dược động của cái quá trình đào thải. Thì trong quá trình thải trừ nó sẽ có hai cái thông số dược động, đó là độ thanh lọc và thời gian bán thải.
Thật ra là độ thanh lọc này cũng không phải là cái đại lượng thật mà nó giống như là cái đại lượng ảo vậy đó ha. Độ thanh lọc của một chất được xác định là thể tích tính bằng ml huyết tương của một cơ quan loại bỏ hoàn toàn chất đó trong 1 phút. Không có một cái chất nào mà theo cái kiểu giống y chang như cái bình lọc, là cái chất ở trên rồi lọc qua thành máu sạch ở phía dưới, không có được như vậy ha. Thường là nó chảy qua cơ quan đó thì nó những cái chất mà cặn bã nó sẽ bị giữ lại một phần, chảy qua các cơ quan khác thì nó bị giữ lại một phần ha. Có nghĩa là như vậy chứ không có khi nào mà nó giống như một cái màng lọc mà chảy qua cái là thành chất sạch hết, không có như vậy. Cho nên là cái độ thanh lọc này thực ra là cái đại lượng ảo thôi. Thì độ thanh lọc người ta ký hiệu là CLT, và độ thanh lọc CLT này là T này không phải là phận mà là độ thanh lọc toàn phần, total, toàn phần. Độ thanh lọc toàn phần bằng độ thanh lọc ở thận cộng cho độ thanh lọc của các cái cơ quan khác ngoài thận. Được chưa? Rồi ở đây mình có một số cái công thức mình cần phải biết để mốt người ta hỏi trắc nghiệm biết đường trả lời ha. Hoặc là có bài tập về nó thì mình sẽ trả lời được. Độ thanh lọc sẽ bằng hệ số tưới máu tới cơ quan nhân cho hệ số ly chích. Hệ số ly chích thì hồi nãy mình đã biết công thức rồi. Còn E lớn hơn 0,7, E nhỏ hơn 0,3 thì phụ thuộc vào cái gì? Thì lúc mà nói về chuyển hóa thuốc qua đường gan, dược động học của người suy gan thì lúc đó mình sẽ nói lại cái ý này. Chút mình sẽ giải thích nó sau. Rồi mình có một cái công thức thứ hai, đó là độ thanh lọc sẽ bằng tốc độ thanh thải chia cho nồng độ thuốc trong huyết tương. Vậy nếu người ta cho mình bài tập, người ta cho tốc độ thanh thải, người ta cho nồng độ thuốc trong huyết tương thì mình sẽ tính được độ thanh lọc. Hoặc là người ta cho cái độ thanh lọc, người ta cho nồng độ thuốc trong huyết tương, mình sẽ tính được tốc độ thanh thải. Một công thức khác, độ thanh lọc của thuốc khi truyền tĩnh mạch với một cái tốc độ hạn định. Thì ở đây thì mình nếu như mình tính theo công thức chung là độ thanh lọc sẽ bằng tốc độ thanh thải chia cho nồng độ thuốc trong huyết tương. Thì ở đây các bạn thấy là mình khi mà mình tiêm truyền thì mình truyền từ 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 vào, thì người ta thấy là nồng độ thuốc trong máu sẽ tăng dần 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 tới một cái mức độ là nó không tăng được nữa. Người ta gọi ở đây là CSS, có nghĩa là nồng độ thuốc trong huyết tương ở trạng thái ổn định. Và trạng thái ổn định này xảy ra khi nào? Xảy ra khi tốc độ thuốc vào bằng với tốc độ thanh thải. Có nghĩa là quay trở lại công thức này, nếu như đây là truyền tĩnh mạch thì nếu như đây nồng độ thuốc, mình đo được nồng độ thuốc ở trạng thái ổn định thì trên này thay vì là tốc độ thanh thải thì đó chính là tốc độ truyền, tốc độ thuốc vào ha. Cho nên là mình sẽ có cái công thức là độ thanh lọc sẽ bằng là tốc độ truyền chia cho nồng độ thuốc trong huyết tương ở trạng thái ổn định. Nếu như mà mình có biết được cái nồng độ thuốc trong huyết tương ở trạng thái ổn định, mình tính mình có độ thanh lọc thì mình sẽ tính được cái tốc độ mình cần truyền cho bệnh nhân là bao nhiêu miligam trên phút, bao nhiêu miligam trên giờ. À, mình sẽ tính được cái tốc độ truyền. Rồi, đây là công thức tính độ thanh lọc của thuốc đối với cái dạng tim bolus. Tim bolus là gì? Là tim tĩnh mạch nhanh. Có nghĩa là giai đoạn đầu là nồng độ thuốc cao nhất đó, bởi vì bơm hết thuốc vào mà. Cho nên đây là tim bolus, là tim tĩnh mạch nhanh. À, đây là công thức của nó. Người ta cho số mình thế vô. Vậy thì nếu như mà mình tiêm bao nhiêu miligam thì mình biết đúng không? Độ thanh lọc của cái thuốc đó thì mình có thể tra cứu được, thì mình sẽ tính ra được cái AUC của nó. Cái AUC của nó để làm gì? Để mà mình sử dụng cho những cái công thức khác. Đây là diện tích dưới đường cong của đường tiêm tĩnh mạch nè. À, mình sẽ sử dụng để mình có thể tính được cái gọi là sinh khả dụng tuyệt đối của một thuốc nào đó. À. Rồi ở đây mình có một số cái công thức thì mấy bạn có thể coi phần bài tập để mà bài kiểm tra tới tới nữa của mình thì mình sẽ có thể có các cái bài tập đó làm ghép vào ha. Rồi đại lượng thứ hai đó là thời gian bán thải, bán là một nửa. Vậy thì thời gian bán thải là thời gian cần thiết để nồng độ thuốc trong huyết tương giảm đi một nửa, hay còn gọi đó là thời gian cần để một nửa thuốc đào thải ra khỏi cơ thể. Được chưa nè? À.
Rồi còn cái câu này thì khi mà qua cái phần bài tập á, thì mình nói nó thì mấy bạn sẽ hiểu tại sao đối với một phút nhất định và trên một người nhất định thì thời gian bán phải không phụ thuộc liền. Bây giờ mình tạm chấp nhận nó trước ha. Đây là công thức tính thời gian bán phải, công thức tổng quát để tính thời gian bán phải bằng 0,693 nhân cho thể tích phân bố biểu kiến chia cho độ thanh lọc toàn phần. Và cái hình này mấy bạn có thể thấy nè, cứ sau một lần thời gian bán phải thì nồng độ thuốc trong huyết tương sẽ giảm đi một nửa. Ví dụ khi mà người ta tiêm bolus thì nồng độ cao nhất trong máu ở thời điểm đầu tiên đó là 1,6. Rồi mấy bạn nhìn sơ đồ và cho cô biết là sau bao lâu thì nồng độ thuốc trong huyết tương giảm đi một nửa. Hay nói khác hơn, nhìn sơ đồ này mấy bạn cho cô biết thời gian bán thải của nó là bao nhiêu giây. Gõ vô trong khung chat cho cô này. Thời gian bán thải của nó là bao nhiêu giây đây? Đúng rồi, mấy bạn có thể thấy là thời gian bán thải của nó là 400 giây. Bởi vì sau 400 giây thì nồng độ thuốc nó giảm đi một nửa. Vậy thì có phải là sau 400 giây thì từ 1,6 nó giảm xuống 0,8. Vậy thì sau 800 giây là nó thải hết ra ngoài không? Vậy thì sau 800 giây là nó còn bao nhiêu vậy? Sau 800 giây thì nồng độ thuốc trong máu còn lại là bao nhiêu? Đúng rồi, còn lại là 0,4. Bởi vì hồi nãy sau 400 giây là nó còn 0,8 đúng không nè? Vậy thì sau 800 giây có nghĩa là một lần thời gian bán thải nữa thì nó giảm đi một nửa, từ 0,8 giảm xuống từ còn 0,4. Vậy thì sau một lần thời gian bán thải nữa có nghĩa là 1.200 giây thì mình còn bao nhiêu? À 0,2. Các bạn hiểu vấn đề không? Có nghĩa là sau một lần thời gian bán thải thì nồng độ thuốc trong huyết tương nó giảm đi một nửa. Rồi, vậy ý nghĩa của thời gian bán thải là gì? Ý nghĩa của thời gian bán thải nó sẽ giúp cho mình xác định được số lần dùng thuốc trong ngày. Giả sử như trong câu trắc nghiệm người ta hỏi mình là nếu như thời gian bán thải của một thuốc là 3 giờ thì thông thường mình sẽ dùng mấy lần một ngày? À, thông thường mình sẽ dùng 4 đến 5 lần một ngày. Nếu thời gian bán thải của mình là 5 giờ thì thông thường mình sẽ dùng mấy lần một ngày? Nếu thời gian bán thải là 14 giờ thì thông thường mình sẽ dùng mấy lần một ngày? Rồi. Nhưng mà đó là thông thường. Nếu như người ta có hỏi trắc nghiệm đó thì người ta chỉ hỏi loại thông thường này thôi. Thì mấy bạn sẽ dựa vào cái này để mấy bạn trả lời. Nhưng mà cá biệt có một số thuốc đó, ví dụ như là sau này mấy bạn học dược lý 1 thì nó có ức chế bơm proton. Thời gian bán thải của nó chỉ tầm khoảng 1 đến 2 giờ thôi. Nếu mà 1 đến 2 giờ thì theo mình bình thường mình sẽ phải dùng 4 đến 5 lần một ngày. Nhưng mà ức chế bơm proton thì thông thường nó chỉ cần dùng khoảng 1 lần một ngày thôi. Tại sao như vậy? Bởi vì là do cái cơ chế của nó. Cơ chế của nó là nó sẽ ức chế trên cái bơm proton. Mình tạm thời biết nó là bơm proton đi chứ chưa biết nó là gì hết trơn thì nghe tổng quát vậy đi. Cơ chế của nhóm thuốc đó là nó ức chế trên cái bơm proton mà nó ức chế một cách gọi là không thuận nghịch. Có nghĩa là nó gắn lên và nó phá luôn cái bơm đó luôn. Nó gắn lên là nó phá luôn cái bơm đó luôn. Vậy thì cơ thể mình muốn tiết axit lại thì phải sinh ra cái bơm mới. Mà người ta nói rằng cái thời gian sinh ra bơm mới là 18 giờ rồi. Cho nên mặc dù là thời gian bán thải của nó khá ngắn, nhưng mà chỉ cần nó dính tới cái bơm là nó phá bơm, dính tới cái bơm là phá bơm, dính tới cái bơm là phá bơm. Cho nên là 18 giờ sau cơ thể mới có thể phục hồi cái bơm trở lại, cho nên là không cần phải dùng nhiều lần một ngày, không có cần thiết ha. Cho nên là nếu như mà ngoại trừ những cái thuốc đó thôi, còn đại đa số các cái thuốc khác thì tuân theo quy luật này. Được chưa? Để người ta hỏi trắc nghiệm biết đường trả lời, mốt không biết đường làm. Ha. Rồi, và mấy bạn sẽ chú ý cho cô cái bảng. Có hỏi là
Sau bao nhiêu lần thời gian bán thải thì nồng độ thuốc trong máu sau bao nhiêu lần thời gian bán thải thì thuốc sẽ bị thải trừ ra ngoài 99%? Thật ra là 99,7% mà ha, chứ không phải là 99% cộng vậy đâu, 99,7% mà. Thì đây cũng chính là cái thời điểm mà coi như là thuốc đã thải trừ ra ngoài hoàn toàn. Được chưa? 99% là coi như là thải trừ ra ngoài hoàn toàn rồi đó. Để người ta hỏi câu trắc nghiệm. Ví dụ người ta hỏi sau bao nhiêu lần thời gian bán thải thì thuốc nó bị thải trừ 99%, hoặc là coi như là thải ra ngoài hoàn toàn thì mình nhớ là 7 lần ha. Rồi ý nghĩa thứ hai là nó dùng để xác định cái thời gian đạt được CSS. CSS là nồng độ thuốc trong huyết tương ở trạng thái ổn định. Thì cái thời gian đạt được nồng độ thuốc trong huyết tương ở trạng thái ổn định là nó sẽ sau khoảng 4 cho đến 5 lần thời gian bán thải. À, ví dụ như morphine có thời gian bán thải là 3 giờ và người ta biết được nồng độ thuốc trong huyết tương ở trạng thái ổn định là đạt được sau khoảng 4 lần thời gian bán thải, có nghĩa là 12 giờ. Có nghĩa là khi mà mình dùng morphine là 12 tiếng sau mình lấy máu bệnh nhân ra mình đo nồng độ thuốc trong máu thì mình sẽ đo được cái nồng độ thuốc trong huyết tương ở trạng thái ổn định. Được chưa? Rồi, phần bài tập này mấy bạn cũng về coi ha. Để buổi sau mình có thời gian thì mình sẽ giải đáp phần bài tập. Còn nếu không có thời gian thì mình phải tự làm. Câu nào không làm được hỏi. Rồi còn về dược động học tuyến tính, không tuyến tính, dược động học bậc 0 và bậc 1 thì nó nằm trong cái phần tự học. Số lượng câu trong ngân hàng đề khoảng từ 3 cho đến 5 câu ha. Thì mấy bạn có thể xem thêm cái phần đó. Ha. Rồi, như vậy thì buổi sau mình sẽ làm kiểm tra cho tới cái quá trình đào thải này luôn nha, hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ luôn. Ha.